Xin mến chào quý vị khán giả thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần 90 năm của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Trong thái không vũ trụ trống trải, nơi này cách tử thần giới một không gian bình diện, song cấm chế sớm đã hoàn toàn bị băng hủy. Tại loạn thần giới, tinh cầu này phân bố không dày đặc, có vẻ rất hoang sơ. Tinh vực này do loạn thần khai tích, trong đó bao gồm hai đại tinh hệ là Ma Vân tinh hệ và Cực Bắc tinh hệ. Mà tại trung tâm giữa hai đại tinh hệ hiển nhiên chính là loạn thần giới. Loạn thần giới cùng tà thần giới giống nhau, cũng là một đại lục rộng lớn phiêu phủ giữa mảnh tinh không. Bốn phía bố trí cấm chế dày đặc, nếu không có sự cho phép của loạn thần, sợ rằng chỉ có cao thủ cấp bậc chủ thần mới có thể vá xài được cấm chế. Tại loạn thần điện, tọa lạc tại trung ương, giờ phút này một nhân ảnh sau khi báo danh liền thông qua cấm chế với tốc độ cực nhanh đi tới phía trước loạn thần điện, nhanh chóng quỳ xuống. Đại loạn thần trong điện đáp lại: Bình vương Long Chiến, trải qua hơn nửa tháng lặn lội đường dài, Long Chiến rốt cục cũng đã về tới loạn thần giới. Mặc dù để mất thiên địa ma quân cùng với trăm vạn binh lực, thế nhưng nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Giờ phút này, thất sát chùy đang nằm trong tay của hắn, toàn thân lóe ra quang mang màu đen, ẩn chứa trong đó là ma tính vô tận. Cũng phải nói rằng, thất sát chùy trong tay binh phương Long Chiến giống như thực cốt độc trùng, ngày ngày ăn mòn tâm trí của hắn, hình như đang từ từ chiếm cứ quyền kiểm soát thân thể. Loại cảm giác này, Long Chiến tất nhiên có phát hiện ra, trong lòng mặc dù cảm thấy hoảng sợ, nhưng lại không thể bỏ nó đi, cho nên chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở lại loạn thần điện, đem nó giao lại cho loạn thần. Chỉ chốc lát sau, một lão nhân nhìn qua đã quá lục tuần từ trong điện đi ra, ánh mắt một đường cơ hồ không thể nhìn thấy đồng tử, mặc một chiếc áo tơi nhưng toàn thân phát ra phong thái thần thánh. Lão nhân có thể tự nhiên ra vào loạn thần điện, có thể thấy được địa vị rất cao. Hắn chính là quân sư thân tín nhất của loạn thần, cũng là một trong tam đại binh vương gọi là Đông Phương Giản, cũng có khả năng luyện chế linh bảo cùng với binh vương Long Chiến, là cánh tay đắc lực của loạn thần. Nhưng xét về địa vị, Long Chiến cao hơn một bậc, có thể xem như Long Chiến là trưởng bối. Long Chiến, loạn thần đại nhân mời ngươi vào. Giọng nói của Đông Phương Giản nhỏ nhẹ nhưng lại rất có lực. Long Chiến sắc mặt trắng bệch, khẽ giật mình đứng lên, sau đó gật gật đầu. Đông Phương Giản thần sắc khẽ biến, dường như đã nhận ra Long Chiến không ổn, liền hỏi: Ngươi sao vậy? Long Chiến môi run rẩy, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại chậm chạp lắc đầu, tập tễnh bước vào trong loạn thần điện. Đông Phương Giản nhìn bóng lưng hắn khuất dần, thở dài. Bước vào trong loạn thần điện, một cỗ lực kỳ dị phả vào mặt, mang theo năng lượng áp chế cực kỳ mãnh liệt. Cỗ khí tức này Long Chiến đã quen thuộc, cho nên cũng không giật mình. Hắn nghiến chặt răng, thong thả tiến lên phía trước, nhưng vẫn như cũ không ngẩng đầu lên. Lúc này Đông Phương Giản cũng đã đi đến. Trong loạn thần điện trống trải, giờ này trừ Long Chiến và hắn ra, cũng chỉ còn có một người đang ngồi tại vị trí cao nhất trên một bảo tọa kim sắc, là trưởng khống giả của loạn thần vũ trụ Loạn Thần. Trong mắt hai người, bộ dáng của Loạn Thần không có gì thay đổi, vẫn như cũ một thân khôi giáp từ hồng sắc, nhưng cuồn cuộn không ngừng hỗn độn vật chất, không thể nhìn ra một chút da thịt nào, đừng nói đến dung mạo, nhưng lại khiến cho người ta một cảm giác là một chí cao vô thượng, không người nào dám nhìn kỹ bộ mặt thật của hắn hay là phán đoán xem có phải là người đã khai tích tinh vực này hay không, có năng lực trưởng khống giả vũ trụ này hay không. Người rốt cuộc cũng đã trở về. Thanh âm vừa nặng nề lại khàn khàn, nhưng tự hồ mang theo lực lượng uy hiếp vô cùng. Tận đáy lòng Long Chiến không thể tự chủ được với cái cảm giác bất an mãnh liệt này. Đây cũng là cảm giác mà mỗi lần hắn trông thấy loạn thần. Giọng nói Long Chiến có phần hơi run run lên tiếng: Dạ vâng. Thế nào rồi? Long Chiến nuốt một ngụm nước bọt vào yết hầu, trầm giọng nói: Mặc dù tổn thất trăm vạn binh lực cùng với thiên địa ma quân, nhưng thuộc hạ cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng của loạn thần, thuận lợi lấy được nguyên thủy chí tôn linh bảo thất sát chùy. Lúc này nhân ảnh khôi giáp từ hồng sắc kia trong nháy mắt tràn ngập hỗn độn vật chất, chợt bắn ra hai tia sáng đỏ rực.
Loạn Thần khẽ giơ tay lên, khải giáp trong lúc đó cọ sát, phát ra một trận tiếng vang kim khí. Bởi được hỗn độn vật chất bao phủ, cho nên toàn thân hắn cũng phảng phất như mông lung mờ ảo. Đột nhiên, Long Chiến dường như không kịp phản ứng gì, thất sát chùy đang được hắn nắm chặt trong tay bỗng phát ra một tiếng ong ong, ngay sau đó vụt đi. Đến khi nhận ra thất sát chùy đã lơ lửng trước mặt Loạn Thần, phiêu phủ rung động. Tiếng cười âm trầm truyền đến, con mắt đỏ lập lòe trong khôi giáp dừng ở thất sát chùy than thở. Thật là một chí tôn linh bảo hoàn mỹ, không hổ là từ trong nguyên thủy vũ trụ dưỡng dục mà sinh, là thiên vật tạo hóa. Nói như vậy, Quỷ Lăng Vương đã chết rồi sao? Long Chiến toàn thân run lên, gật gật đầu nói: đích xác nó đã chết. Loạn Thần sớm đã biết ma thú bảo vệ thất sát chùy chính là nguyên thủy chí tôn ma thú Quỷ Lăng Vương, có chút nghi vấn nói: ngươi dường như đang giấu ta điều gì đó, nói cho ta biết rốt cục Quỷ Lăng Vương thế nào mà chết? Đông Phương Giản đứng bên cạnh Loạn Thần, sắc mặt cũng có phần ngưng trọng, vẫn một mực không nói gì. Long Chiến trong lòng cả kinh, vội vàng nói: thuộc hạ không dám, đúng như Loạn Thần đại nhân đã đoán trước, bên trong hắc động không gian quả nhiên có hai con nguyên thủy ma thú, trong đó một là huyết mãng, nó đã cùng Quỷ Lang Vương đồng quy vu tận bên trong không gian hắc động. Đột nhiên giọng nói của Loạn Thần chợt lạnh lẽo: như vậy đạo thiên kính ở đâu? Đạo thiên kính? Long Chiến trợn tròn hai mắt, toàn thân đều như ngây dại run rẩy. Thuộc hạ vô dụng, đạo thiên kính đã bị bọn tiểu bối Chu Thần Giới đoạt mất rồi. Vốn tưởng rằng hết thảy đều nằm trong kiểm soát của thuộc hạ, không nghĩ tới bọn chúng bằng vào năng lực của nguyên thủy chí tôn linh bảo mà tránh khỏi tai mắt. Lúc này Loạn Thần cười như điên cuồng, không thể hiểu nổi, trầm giọng nói: đạo thiên kính có khả năng đạo thiên, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không cách nào biết được. Chuyện này tạm thời không nhắc tới nữa, nhưng để mất đạo thiên kính chính là tội của ngươi. Thuộc hạ đáng chết, xin tha tội. Bình Vương Long Chiến tại khắp Loạn Thần giới địa vị rất cao, cơ hồ là dưới một người trên vạn người, nhưng lúc này trước mặt Loạn Thần như là bị dọa cho sợ đến loạn trí. Thôi được rồi, ít nhất ngươi đã đoạt được thất sát chùy. Loạn Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi thất sát chùy, chợt ha ha cuồng tiếu nói: thiên quỷ sát, âm phong sát, phá hồn sát, đoạt phách sát, thí thần sát, ám trùng sát, ma linh sát, âm vương thất sát, vô địch thiên hạ. Lúc này Đông Phương Giản nhíu mày hỏi: Loạn Thần đại nhân, thuộc hạ đã tạo ra vô số linh bảo, nhưng thủy chung không biết nguyên thủy chí tôn linh bảo kỳ diệu ở chỗ nào, bổn nguyên nằm ở đâu. Khôi giáp tử hồng sắc lại một trận cười vang, không khí trong cả đại điện cũng đều trở nên nặng nề. Loạn Thần hít một hơi thật sâu, hỗn độn vật chất bốn phía đều rất nhanh khởi động, trầm giọng nói: nguyên thủy chí tôn linh bảo là từ trong vô hạn hỗn độn nguyên thủy vũ trụ diễn hóa ra, không có một tia tạp chất, trong đó ẩn chứa sự huyền ảo, bao gồm cả pháp tắc tiềm tại của nguyên thủy vũ trụ vô cùng vô tận. Có thể nói chí tôn linh bảo mà các ngươi chế tạo trước mắt nó thậm chí không bằng một đám sắt vụn. Đông Phương Giản cũng không vì vậy mà giật mình, nguyên thủy chí tôn linh bảo cường đại hắn vốn đã nghe nói qua, đó là một loại lực lượng mà vĩnh viễn không cách nào vươn tới. Thất sát chùy trước mặt Loạn Thần hơi khẽ rung động, tản ra quang thải màu đen, khiến cả đại điện cũng trở nên âm u hẳn lên. Nguyên thủy chí tôn linh bảo sau khi sinh ra cũng không khác gì bộ dáng hỗn độn là mấy, sệt sệt kết dính lang thang khắp vô hạn nguyên thủy vũ trụ, sau đó được đại thần thiên giới cải tạo mới trở thành bảy kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo. Đại thần thiên hắn tại sao không chiếm làm của riêng? Về chuyện trưởng khống giả đại thần thiên, Loạn Thần cũng từng nói qua. Long Chiến lúc này nghe thế vậy cũng là giật mình không thôi. Đại thần thiên nếu có thể nắm trong tay cả nguyên thủy vũ trụ thì bảy kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo đối với hắn mà nói có tác dụng gì đây? Cho nên chia bảy kiện linh bảo cho bảy con nguyên thủy ma thú tiến hành trấn giữ ngày đêm không nghỉ. Thất sát chùy này trước kia vốn tên là âm dương thất sát, là một trong bảy kiện chí tôn linh bảo có lực phá hủy mạnh nhất, mà huyết mãng trấn giữ chính là đạo thiên kính, đó là linh bảo huyền diệu nhất. Đông Phương Giản trầm giọng nói:
tiếc là đạo thiên kính đã rơi vào tay Chu thần giới. Loạn thần hừ lạnh một tiếng. Thì đã sao, lũ tiểu bối vọng tưởng Chu thần giới từ tinh trần vũ trụ tới đây, vọng tưởng tìm kiếm sự ảo diệu nào đó, quả thực là nằm mơ nói mộng. Chờ ta hoàn toàn điều khiển được âm vương thất sát trùy, khi đối phó với tên tử thần cũng không thành vấn đề nữa, thiên hạ sẽ nằm trong tay loạn thần ta. Long Chiến nét mặt liền biến sắc. Loạn thần đại nhân, muốn hoàn toàn điều khiển được nó cần bao nhiêu thời gian? Loạn thần khẽ lắc đầu. Nguyên thủy chí tôn linh bảo huyền diệu phi thường, có thể phải mất trăm vạn năm, thậm chí là lâu hơn. Bất quá ta chỉ cần nắm trong tay một phần lực lượng cũng đủ để giết chết tử thần. Tứ đại chủ thần thực lực tuy có chênh lệch nhưng đều không đáng nói, kỳ thực bên các bên cũng không phân cao thấp, nhưng chỉ cần loạn thần có thể bằng vào nguyên thủy chí tôn linh bảo tăng lên một chút thực lực thì trong cuộc chiến với tử thần có thể nắm ưu thế tuyệt đối. Giờ phút này loạn thần dường như cực kỳ hưng phấn nhìn thất sát chùy, mà bề mặt thất sát chùy lại phát ra những tia điện quang đỏ sậm. Long Chiến chỉ cần hơi miết lên một chút cũng đã khiến linh hồn rung chuyển. Lúc này ánh mắt của loạn thần đột nhiên thu liễm lại, hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi: Mạc Túy Sinh rời đi đã lâu, có tin tức gì của hắn chưa? Đông Phương Giản lắc lắc đầu: Tung tích của đại nhất binh vương thuộc hạ vẫn đang điều tra, dù sao hiện tại binh lực bố trí trong tử thần giới rất phức tạp, muốn điều tra tung tích của hắn cũng không dễ dàng gì. Trong tam đại binh vương, Đông Phương Giản và Long Chiến là thứ hai và thứ ba, tất nhiên vị đại nhất binh vương trên phương diện chú tạo linh bảo là lợi hại nhất là Mạc Túy Sinh. Song người này hơn 10 năm trước đột nhiên rời khỏi loạn thần giới, đi tới địa phận của tử thần giới, rời khỏi phạm vi kiểm soát của loạn thần, tung tích của hắn cũng không thể điều tra ra. Nhưng Mạc Túy Sinh lại là người chế tạo ra phần lớn binh giáp tại loạn thần giới, vì thế loạn thần rất ưu ái phê chuẩn cho hắn sáng lập chú binh sân trang, chuyên chế tạo binh khí áo giáp cho binh lính toàn bộ loạn thần giới. Tuy nhiên kể từ khi Mạc Túy Sinh rời đi, số lượng binh giáp trong loạn thần giới giảm đi rất nhiều. Bình Vương Long Chiến cùng Đông Phương Giản mặc dù trên phương diện tài nghệ chế tạo cực cao, nhưng muốn xuất ra một số lượng lớn hỗn độn linh bảo lại cực kỳ khó khăn. Loạn thần hừ lạnh một tiếng: Bất luận thế nào cũng phải đem hắn trở lại loạn thần giới. Hôm nay ta đã có được âm vương thất sát chùy, ngày sau nhất định sẽ phát khởi chiến tranh, chú binh trang của hắn rất quan trọng, rõ chưa? Đông Phương Giản gật gật đầu nói: Dạ vâng, thuộc hạ tất nhiên sẽ làm hết khả năng. Nếu như vậy các ngươi trước tiên lùi xuống, chú binh trang tại loạn thần giới bây giờ giao cho các ngươi quản lý, ta cần phải bế quan tìm hiểu sự ảo diệu của âm vương thất sát chùy. Loạn thần nói xong, khôi giáp toàn thân cũng vang lên một trận lách cách, hỗn độn vật chất dần sệt mông lung dần cuốn lại khỏi đại điện, nhưng bóng người của hắn cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Sau khi loạn thần rời đi, thân thể Long Chiến đang run rẩy mới từ từ ổn định lại, nhưng sắc mặt vẫn rất sợ hãi, nhìn Đông Phương Giản một cái liền nói: Đông Phương tiên sinh. Đông Phương Giản cười nhạt một tiếng: Yên tâm đi, mặc dù để vượt mất một kiện nguyên thủy chế tôn linh bảo, nhưng loạn thần đại nhân cũng không trách tội ngươi. Đến lúc đó tiến công tử thần giới, kiện linh bảo kia sớm muộn cũng là một vật trong túi của chúng ta, ngươi không cần quá để tâm. Long Chiến khẽ hơi gật đầu, chậm chạp đứng lên: Kỳ thực ta đã rất hoài nghi Mạc tiên sinh rốt cục là tại sao rời khỏi loạn thần giới. Đông Phương Giản nhíu mày trầm giọng nói: Cho dù là chế tạo hay luyện thành linh bảo, năng lực của hắn cũng đều trên chúng ta. Hơn nữa ta từng âm thầm nghe ngóng hắn đã có năng lực chế tạo trung phẩm chế tôn linh bảo, ngoài ra còn có các thuộc tính phụ càng thêm huyền diệu, uy lực vô cùng. Ta nghĩ hắn rời đi là bởi vì thứ khác rồi. Chẳng lẽ là... Hồi tưởng lại cấm lệnh loạn thần lúc trước hạ xuống, Long Chiến không thể không dùng mình. Đông Phương Giản khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thán thanh nói: Kể ra nếu loạn thần đã giao chú binh lính chế tạo cho chúng ta thì phải quản lý cho tốt chú binh sơn trang mới được. Long Chiến hít sâu một hơi, lại trầm trọng gật đầu. 50 năm sau, trong bát thần vũ trụ, vũ trụ không gian mặc dù không rộng lớn nhưng đã mở rộng hơn so với trước đó rất nhiều. Ở đâu đó tại trung tâm vũ trụ, bát thần môn vẫn đứng nghiêng thấu phát ra khí tức thần bí nguyên thủy.
bảy đạo quang ảnh yên lặng bảo vệ xung quanh bát thần môn. Hỗn độn vật chất sền sệt bao phủ toàn thân bọn họ, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ trên người bọn họ có thể cảm giác rõ rệt một cỗ nguyên tố lực lượng cường đại không thể tưởng tượng. Ở sâu trong bát thần môn như trước là một mảnh sa mạc trắng xóa, cuồng phong bạo ngược, bụi cát trắng giống như cuồng long chuyển đi khắp mỗi tấc không gian. Phiến không gian giống như một cái lò bắt quái, dung luyện vạn vật, ngay cả thời gian cũng không loại trừ. Cỗ lực lượng luyện hóa giống như đã trải qua rất nhiều năm nhưng không hề giảm đi chút nào, hơn nữa càng phát ra nồng đậm. Tuy nhiên, giờ phút này Tần Vũ đang đứng ở trong cát bụi, đôi mắt khép hờ phẳng phất như đã nhập định. Đến bây giờ, có thể nói toàn bộ bổn nguyên lực của bát thần vũ trụ Tần Vũ đã nắm trong tay. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc có thể tự nhiên vận chuyển. Thế nhưng trong bát thần môn, tất cả đều có cảm giác như xa lạ, giống như cảm giác lần đầu tiên bước vào hỗn độn vũ trụ. Trước đây, bảy đạo quang ảnh đã từng nói qua, bát thần môn có thể nói cho hắn biết bổn nguyên của phiến vũ trụ này, có thể cho hắn thấy rõ được chính bản thân mình. Khi Tần Vũ hoàn toàn nắm trong tay cả bát thần môn, cũng là lúc hắn có thể vận dụng lực lượng thần bí của bảy đạo quang ảnh. Những năm gần đây, Tần Vũ ở trong bát thần môn cảm ngộ hết thảy, vô luận là hỗn độn vật chất hay là pháp tắc lực lượng, tùy theo cảm ngộ thâm sâu đến đâu, bát thần vũ trụ cũng phát sinh thay đổi vi diệu, phạm vi cũng không ngừng nới rộng. Lúc này, Tần Vũ đột nhiên đứng lên, có chút miên mang nhìn cát bụi cuồn cuộn điên cuồng bốn phía. Tâm cơ vừa chuyển, lấy hắn làm trung tâm, hư không ngàn dặm xung quanh đều cứng như sắt đá, không có một tia ba động của không gian. Rất hiển nhiên, hư không nơi này bị thời gian pháp tắc của Tần Vũ làm cho cô động lại. Tần Vũ cau mày tự hỏi, những năm gần đây vẫn không thể giải khai được vấn đề này. Bổn nguyên bát thần môn rốt cuộc là cái gì đây? Bởi lục đạo luân hồi băng hủy cho nên mới tồn tại bát thần vũ trụ. Song bát thần vũ trụ sinh ra cùng với nguyên thủy vũ trụ có liên quan rất lớn. Trong lòng Tần Vũ ngay từ đầu đã có một dự cảm. Bổn nguyên lực lượng trong bát thần vũ trụ có lẽ cũng giống với nguyên thủy vũ trụ, nhưng do cảnh giới bản thân không cách nào cảm ngộ được, không có cách nào hiểu rõ. Có lẽ đúng như lời bảy đạo quang ảnh kia đã nói, nếu như có thể tìm được cái điều ẩn giấu sâu xa đó, vậy thực sự có thể nắm trong tay quyền lợi của cả bát thần vũ trụ. Tần Vũ hiện tại cũng không có năng lực sáng tạo pháp tắc, chỉ có thể nói là có được trong tay bổn nguyên lực lượng của bát thần vũ trụ, mà bát thần môn tồn tại cũng chính là muốn cho hắn biết rốt cục là nên sáng tạo pháp tắc như thế nào cho phải, chỉ là Tần Vũ không thể lĩnh ngộ mà thôi. Giờ phút này, Tần Vũ đứng ở trong mênh mông cát bụi, tiếp tục cảm ngộ huyền bí ảo diệu ở trong đó. Lúc này, Tà Thần Giới dưới mệnh lệnh của Tử Dạ Thương Long, bắt đại gia tộc bắt đầu chiêu mộ binh lính với số lượng lớn nhất có thể. Bây giờ chỉ cần một gia tộc, binh lực cũng đã đạt tới trên 1.000 vạn. Hiện tại, Thiên Cực Nguyên Lão cùng Tam Tuyệt Nguyên Lão cũng đã từ trong Thương Long Điện xuất quan, cảnh giới đã đạt tới Quy Thần sơ kỳ. Lúc đầu, Tử Dạ Thương Long quyết tâm bỏ đi Thất Tuyệt Tinh Hệ, sau đó rút binh đại quy mô, quả nhiên khiến cho chiến thần giới phản kích mãnh liệt. Ngắn ngủi thời gian 100 năm, 3 phần Thất Tuyệt Tinh Hệ đã bị chiếm lĩnh, các tinh vực đoạt lại được nay lại bị mất một lần nữa. Từ Băng Linh vì thế cũng là cực kỳ ảo não, nhưng lại e ngại mệnh lệnh của Tử Dạ Thương Long, cho nên cũng không thể dễ dàng mang binh xuất trận. Một ngày kia, tại biên giới Nguyệt Mang Tinh Hệ, Tử Dạ Thương Long cùng với Tứ Đại Nguyên Lão sử dụng không gian pháp tắc vô thanh vô tức xuất hiện tại nơi này. Hai mắt Kim La Nguyên Lão dừng ở nơi xa xa cấm chế, trầm giọng nói: sau này hẳn là trong cả nguyên thủy vũ trụ, khoảng cách nơi này tới chiến thần giới là xa nhất, cũng cách tử thần giới một không gian nữa, cho nên nơi này là địa phương thích hợp nhất để sáng tạo tiểu vũ trụ. Vì để bố trí mấy ngàn vạn binh lính, Tử Dạ Thương Long một lần nữa phải ở nguyên thủy vũ trụ khai tích ra một tiểu vũ trụ. Hôm nay Tứ Đại Nguyên Lão đã đạt tới cảnh giới Quy Thần sơ kỳ, cũng có khả năng khai tích tinh vực, nhưng về sự ổn định và phạm vi hiển nhiên là không thể bằng Tử Dạ Thương Long. Hơn nữa, không thể tự tiến hành sáng tạo pháp tắc, cũng không khác gì ở trong nguyên thủy vũ trụ mạnh mẽ tạo ra một không gian ổn định. Tử Dạ Thương Long thân sắc đạo mạo lên tiếng: vậy cũng tốt, các ngươi theo ta. Tay áo phất lên, một cỗ lực lượng kỳ dị không ngừng phóng ra, cấm chế nhất thời bị phá giải, hình thành một động khẩu rất lớn. Thế nhưng không đợi hỗn độn vật chất dũng mãnh tiến vào, Tử Dạ Thương Long đã đi vào trong động khẩu.
hỗn độn vật chất giống như bị một cỗ chú lực vô hình đè ép, chợt hướng vào bên trong tháp hãm, tạo thành một cái thông đạo lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Tứ đại nguyên lão bám theo sát từ Dạ Thương Long tiến vào trong thông đạo đi thật lâu, lúc này đã bước vào bên trong nguyên thủy vũ trụ, cho nên đã không cách nào sử dụng lực lượng. Một cỗ áp chế mãnh liệt khiến cho lòng tứ đại nguyên lão đều cảm giác được có chút bất an. Ước chừng sau một đoạn đường, Từ Dạ Thương Long âm trầm một hơi nói: "Phạm vi này hẳn là không sai biệt lắm, ngay phía trước nơi này là..." "Các ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ?" Tứ đại nguyên lão thần sắc có chút ngưng trọng, khẽ khẽ gật đầu. Lúc này Từ Dạ Thương Long đột nhiên bạo hống một tiếng, hai tay giơ lên, lòng bàn tay xuất tử quang lưu chuyển, một cỗ năng lượng không thể tưởng tượng nổi thấm vào bên trong hỗn độn vật chất phương viên trăm dặm. Vô cùng hỗn độn vật chất đột nhiên rung lên, chợt hóa thành các loại nguyên tố lực lượng không ngừng mở rộng trong vũ trụ. Theo hỗn độn vật chất dần dần biến mất, phiến vũ trụ bị khai tích đã từ từ hình thành. Tứ đại nguyên lão chia nhau đứng tại các góc, lấy Từ Dạ Thương Long làm trung tâm, giống như trục tâm chống đỡ phiến vũ trụ. Năng lực diễn hóa hỗn độn của Từ Dạ Thương Long thật là kinh người. Hỗn độn vật chất không ngừng biến mất, mà nguyên tố lực lượng lại càng phát ra nồng đậm. Ở trong phiến tinh vực không ngừng mở rộng này, địa nguyên tố từ không gian vũ trụ trống trải hình thành một hỏa tinh cầu, thủy hỏa trạch nguyên tố biến thành thực chất uẩn giấu bên trong tinh cầu. Lôi nguyên tố cùng thủy nguyên tố dung hợp với nhau tại bề mặt hình thành những đám mây. Trong khoảnh khắc, hình hài non nớt của phiến vũ trụ kia đã xuất hiện trong mắt mọi người. Tứ đại nguyên lão không ngừng diễn hóa hỗn độn cùng với các loại pháp tắc ẩn chứa trong vũ trụ. Giờ phút này, sau khi lục đại nguyên tố hình thành, bắt đầu phóng thích thủy nguyên tố tạo thành sinh mệnh nguyên lực, liên tiếp sau đó là địa nguyên tố pháp tắc lực lượng. Mặt ngoài tinh cầu màu vàng nhất thời xuất hiện một vài đám mây xanh biếc, sau đó không ngừng mở rộng bao lấy cả tinh cầu. Thiên địa vạn vật đều được sinh mệnh nguyên lực dựng dục mà hình thành. Từ Dạ Thương Long vẫn đang diễn hóa lực lượng hỗn độn trong vô tận hư không. Phạm vi của tiểu vũ trụ kia không lớn lắm, nhưng nhìn qua đã hoàn toàn hình thành, chỉ có một chút chút nữa là có thể hoàn thiện. Từ Dạ Thương Long ánh mắt lộ liễm, hướng tới tứ đại nguyên lão nói: "Cho dù là bất cứ một chủ thần nào, thủ đoạn khai tích tinh vực cũng chỉ giống một chút ở giai đoạn từ trong hỗn độn diễn hóa các loại nguyên tố lực lượng, nhưng tất cả đều vẫn ở trong nguyên thủy vũ trụ, cho nên cần phải tạo cấm chế lực lượng ngăn cách nó hình thành một không gian độc lập." Tam Tuyệt Nguyên Lão cao mày nói: "Tà thần đại nhân, thuộc hạ từ trong tinh thần lạc ấn tại Thương Long Điện lĩnh ngộ được trong hỗn độn ẩn chứa bất đại nguyên tố pháp tắc. Nếu như coi sinh mệnh nguyên lực là địa nguyên tố pháp tắc, vậy thiên nguyên tố pháp tắc rốt cục là cái gì?" Từ Dạ Thương Long cười lạnh nói: "Thiên, lôi, phong, hỏa, sơn, trạch, sinh mệnh nguyên lực chẳng qua là một bộ phận của địa nguyên tố. Bí mật của nó không chỉ ngừng lại ở đó, mà thiên nguyên tố pháp tắc lại càng ảo diệu vô cùng. Hiện tại, về cơ bản, phiến tiểu vũ trụ này đã hình thành, duy chỉ có một thiếu sót, chính là thiên nguyên tố pháp tắc, cũng là bổn nguyên lực lượng của phiến vũ trụ. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, đúng là không cách nào tiến hành chân chính sáng tạo ra một vũ trụ khác. Bây giờ tiểu vũ trụ đã cơ bản hình thành, nhưng mất đi bản chất của nó cũng chính là pháp tắc. Vô luận là thời gian pháp tắc hay không gian pháp tắc đều là sử dụng để quản lý một vũ trụ. Nó cũng giống như một cái chìa khóa. Mặc dù nguyên thủy vũ trụ ẩn chứa pháp tắc vô cùng thâm ảo, thậm chí ngay cả Từ Dạ Thương Long cũng không thể nắm trong tay, nhưng có thể từ trong đó tạo ra một cái chìa khóa mới, cũng chính là thiên nguyên tố pháp tắc. Sau khi lợi dụng lực lượng cấm chế nâng cách vũ trụ, Từ Dạ Thương Long một lần nữa rót vào vũ trụ bổn nguyên lực, tạo ra không gian cùng thời gian pháp tắc. Vũ trụ bổn nguyên lực bành trướng, sau đó co rút lại, án chiếu theo quy luật của Từ Dạ Thương Long mà di động. Đó là cả không gian lực của tiểu vũ trụ, thời gian lực vận chuyển hợp lý. Sau khi rót vào xong, sự hạn chế của pháp tắc nguyên thủy vũ trụ đối với tứ đại nguyên lão cũng biến mất. Từ Dạ Thương Long ngừng diễn hóa hỗn độn lực lượng, thán thanh nói: "Cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi." Phiến tiểu vũ trụ kia có thể nói là ở ngoài tam đại tinh hệ, Từ Dạ Thương Long một lần nữa khai tích một tiểu tinh hệ, chỉ khác là phạm vi không lớn nhưng cũng đủ để chứa trên 100.000 vạn binh lính. Kim Lang Nguyên Lão trước tiên phái một số người đi vào kiến tạo thành cùng truyền tống trận, sau khi hoàn thành tất cả ra lệnh cho bát đại tộc trưởng đưa tất cả binh lính tới đây.
Kim La Nguyên Lão gật gật đầu. Thời gian từ lúc này cho tới khi đạo chân linh thứ tư của đại thần thiên băng hủy cũng không còn xa nữa. Đến lúc nguyên thủy trục tâm băng hủy, nhất định sẽ dấy lên loạn chiến giữa tứ giới, chứa quy mô lớn chưa từng có. Tử Dạ Thương Long vì thế muốn chuẩn bị tốt nhất cho chuyện này, khi đó mới có thể đảm bảo rằng sẽ không khiến cho nguyên thủy vũ trụ cắn trả. Lập tức Tử Dạ Thương Long cùng tứ đại nguyên lão trực tiếp từ trong tiểu vũ trụ thi triển không gian pháp tắc, chớp mắt đã trở lại tà thần giới. Tại Chu Thần Giới, trên bầu trời Chu Thần Tinh, một nhân ảnh hơi lam lũ giống như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện trên bầu trời tinh cầu. Hắn nhìn qua giống như một lão nhân đã trải qua vô tận năm tháng. Trên khuôn mặt không thể nhìn ra hỉ nộ, ánh mắt có phần ảm đạm quan sát Chu Thần Tinh, trong miệng phát ra một tiếng thở dài lặng nề. Trên lưng hắn còn khoác một chiếc túi con màu xám, trong đó có gì hơi nhúc nhích như là một sinh vật vậy. Hẳn là nơi này rồi. Lão nhân kia đột nhiên nói một câu, thân hình chuyển động cơ hồ đã đạt tới tốc độ thuấn di, đi tới trước cửa thành Chu Thần Thành. Giờ phút này, ngoài cửa Chu Thần Thành mặc dù bố trí binh lực không nhiều lắm nhưng cực kỳ nghiêm ngặt. Lúc lão nhân đi tới trước cửa thành, một khắc đã khiến hơn 10 binh sĩ chú ý. Người là ai? Từ trang phục của người lạ có thể khẳng định tuyệt đối không phải người của Chu Thần Tinh. Một gã binh sĩ hô to một tiếng, cầm trong tay một thanh loan đao đi tới. Lão nhân kia hơi nhăn mày, lông mi trong lúc này chớp động một tia nghi hoặc, lạnh nhạt nói: "Ta muốn gặp thành chủ, làm phiền các vị đi thông báo một chút." Binh lính lọ hừ lạnh một tiếng: "Thành chủ thân phận cao quý, không phải ngươi muốn gặp là gặp, huống hồ thân phận ngươi bất minh, nói không chừng ngươi có thể là gian tế." Vừa nói, binh sĩ bốn phía đã dâng lên vây quanh lão nhân ở giữa. Lão nhân kia khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm: "Vậy không làm phiền nữa, chính là tự đi vào thôi." Đột nhiên hắn từ sau lưng lấy ra một vật dài bằng bàn tay, nhìn thoáng qua phần nhiều giống với chủy thủ vũ khí. Một vầng sáng xanh không ngừng lưu chuyển, phía trên lộ ra vẻ quỷ dị vô song. Không đợi mọi người kịp phản ứng, lão nhân bất ngờ huy động một chút cái chủy thủ, một đạo thanh sắc quang ba chợt bộc phát ra. Binh sĩ xung quanh thần sắc đại biến, có cảm giác mãnh liệt với cỗ lực lượng có thể nghiền nát mọi thứ này. Khi binh khí bị quang hoa kia chạm đến, một sát na liền bị vỡ tan tành. Những mảnh vụn đao bắn ra tứ phía, phát ra những tiếng gào thét sắc bén. Những binh sĩ này vốn xuất thân là những binh lính từ loạn thần giới, binh khí trong tay tất cả đều là hạ phẩm hỗn độn linh bảo, nhưng không có nghĩa cư nhiên lại dễ dàng bị phá hủy như vậy. Nét mặt ai cũng mang theo vẻ hoảng sợ. Một tên hô lên, xoay người chạy vào trong thành. Lão nhân cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thán thanh nói: "Chẳng lẽ bây giờ chú binh Sơn Trang đã rơi vào trình độ này sao?" Lão nhìn vào linh bảo bị băng toái, không ngừng thở dài, lập tức tập tễnh tiến vào trong thành. Binh sĩ xung quanh rối rít né sang hai bên. Sau khi kiến thức được sự lợi hại của lão nhân, không ai còn dám ngăn cản. Hiện tại Chu Thần Thành cùng với Ma Long Thành ngày đó đã không khác nhau là mấy. Nhìn qua cực kỳ phồn thịnh, trên ngã tư rộng rãi, bóng người tấp lập đi lại, từng quả kiến trúc hiện lên rất hoành tráng. Bất quá lão nhân cũng không chú ý đến những người này, ánh mắt chú ý ở cách đó không xa, nơi thành chủ phủ cao nhất. Cũng không quá lâu, 100 binh lính từ xa chạy đến, trong nháy mắt đã bao vây lấy lão nhân. Dẫn đầu chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gãi đầu, bĩu môi nói: "Kẻ nào tới dám làm loạn trên đầu của lão Tôn ta?" Nói đến người này, trong lòng Tôn Ngộ Không không khỏi nghi hoặc. Có thể đơn thương tới đây thì lão đầu này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Lão nhân kia ánh mắt sắc bén, đánh giá Tôn Ngộ Không một phen, than thở nói: "Đấu trí cùng chiến ý hoàn mỹ. Bất quá người ta muốn tìm không phải là ngươi, thành chủ đang ở đâu?" Tôn Ngộ Không liền biến sắc. Mục đích của lão đầu này rất rõ ràng, hiển nhiên là tìm Hồng Quân. "Ngươi rốt cục là ai?" Tôn Ngộ Không hỏi. Đột nhiên sắc mặt lão nhân cũng dần dần biến thành nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Ta từ loạn thần giới tới." "Loạn thần giới ư?" Lúc này đám binh lính xung quanh vốn từ loạn thần giới đến cũng nghi hoặc, lắc lắc đầu rối rít nói: "Ngươi là ai? Loạn thần giới như thế nào? Có người như ngươi?" Lão nhân hừ lạnh một tiếng: "Bọn các ngươi cũng chỉ là tù binh bị bắt, lại như thế nào biết loạn thần giới có những người nào? Chẳng lẽ các ngươi có tư cách bước vào loạn thần giới sao?" Sắc mặt binh lính đại biến, mồm miệng há hốc không nói ra lời. "Loạn thần giới, nói như vậy đúng là gian tế rồi."
đồng tử Tôn Ngộ Không trợn tròn, vô thượng chiến ý chợt phóng thích ra, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Lão nhân ha ha cười to: "Ngươi đã gặp qua gian tế nào không chút kiêng kỵ đi vào nơi này chưa? Ta đã nói rồi, ta tới đây chỉ muốn gặp thành chủ." Tôn Ngộ Không trong lòng thầm nghĩ: "Tiểu Quân vẫn còn đang ở trong Hồng Quân phủ bế quan, tiểu cổ và lão huống cũng không ở đây. Lão giả này cư nhiên lại tự xưng là người của loạn thần giới, nhất định là có mưu đồ bất chính rồi, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào trong thành chủ phủ." "Người rõ rồi chứ, tránh ra cho ta." Lúc này lão nhân dường như đã mất đi tính nhẫn nại, đột nhiên tiến lên trước một bước, lửa giận trong ánh mắt Tôn Ngộ Không chợt bùng lên, đấu chiến côn điển trực tiếp thi triển ra, kim quang lóe dạng, trong khoảnh khắc liền oanh kích lên người lão nhân. "Nơi này là lãnh địa của Chu Thần Giới, có lão tôn ta ở đây không thể để cho ngươi làm can được." Xí liệt kim quang ẩn chứa vô thượng chiến ý hung hăng đánh đòn chí mạng lên người lão nhân. Tuy nhiên thân hình câu lũ của hắn cũng không mềm yếu như tưởng tượng, côn khí lúc đạp vào người lão đột nhiên chấn bạo, lực lượng hùng hồn vô cùng, với tốc độ cực nhanh đổi hướng bắn ra bốn phía nổ mạnh. Bụi đất mù mịt trong mông lung, thân ảnh câu lũ của lão nhân từ từ hiện lên. Lão nhẹ nhàng cử động, phủi phủi quần áo, lạnh nhạt nói: "Thực lực rất mạnh, nhưng không đủ để xé rách linh bảo phòng ngự của ta." "Linh bảo phòng ngự?" Tôn Ngộ Không với ánh mắt không thể tin dừng lại ở trên y phục của lão nhân, hiển nhiên phát hiện bên trong lớp y phục bị tàn phá kia lại tản ra một quang thải màu xanh nhạt, mặc dù không rõ ràng nhưng thấu phát ra khí tức đặc tính của một kiện hỗn độn linh bảo. Lão nhân hít một hơi thật sâu, từ từ nói: "Vị thống lĩnh này, Mạc Mỗ thật không có ác ý, chỉ là muốn gặp thành chủ một chút mà thôi, xin thống lĩnh dẫn đường." Trong lòng Tôn Ngộ Không biết người này tuyệt đối không tầm thường, cũng không chỉ đơn thuần là có hỗn độn linh bảo trên người, có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của lão rất mạnh, sợ rằng còn cao hơn mình. "Vậy ngươi phải nói cho ta biết, ngươi rốt cục là ai?" Tôn Ngộ Không hỏi. Lão nhân trầm giọng nói: "Loạn thần giới binh vương Mạc Túy Sinh." Vừa nói câu này ra, binh sĩ bốn phía cùng hô lên. Hắn cư nhiên lại chính là người đứng đầu tam đại binh vương của loạn thần giới, Mạc Túy Sinh. Binh vương Mạc Túy Sinh xếp vị trí thứ nhất của loạn thần giới. Khi toàn bộ binh sĩ nghe thấy cái danh hào này đều lộ vẻ vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng không những bởi vì danh hào binh vương của vị trí xếp thứ nhất kia, mà hơn nữa bởi vì đường đường binh vương Mạc Túy Sinh vậy mà lại một mình đi vào khu vực của Chu Thần Giới. Ngay cả Tôn Ngộ Không thần sắc cũng đại biến. Danh tướng đệ nhất binh vương Mạc Túy Sinh hắn cũng có nghe qua, trầm giọng nói: "Đệ nhất binh vương lại dám một mình đi vào khu vực Chu Thần Giới ta, ngươi không sợ làm con dê lọt vào miệng hùm hang sói sao? Có đi không về sao?" Mạc Túy Sinh lạnh nhạt cười nói: "Ai là dê, ai là hổ, bây giờ mà nói hãy còn quá sớm. Huống hồ ta tới đây vốn không có dự tính trở về lại nữa." Tôn Ngộ Không trong lòng dùng mình, quay sang tên binh sĩ bên cạnh thấp giọng hỏi nói: "Ngoại trừ Mạc Túy Sinh còn có phát hiện binh lực đại quy mô của loạn thần giới hay không?" Tên binh sĩ kia hiển nhiên đã bị cái tên của binh vương dọa cho hoảng sợ, hơi ngẩn ra, chậm chạp lắc lắc đầu nói: Không có, chỉ có một người, một mình binh vương thôi." Tôn Ngộ Không khe khẽ gật đầu. Nếu chỉ có một mình binh vương Mạc Túy Sinh, như vậy cho dù là hắn có tu vi vượt trên hoàn hư sơ kỳ và chí tôn linh bảo, cũng không thể ở trong Chu Thần Thành với số lượng hơn 100 vạn quân mà dỡ lên phong ba bó táp gì. Khi xác định binh vương Mạc Túy Sinh không có uy hiếp, Tôn Ngộ Không ra hiệu bảo tất cả binh sĩ lui ra, liền nói: "Một khi đã như vậy, ngươi theo ta đến đây đi." Mạc Túy Sinh đi theo sau Tôn Ngộ Không, vòng vèo qua mấy dãy phố, đi tới bên trong thành chủ phủ. Thế mà hắn lại không câu lệ gì, tùy tiện ngồi xuống, bưng lên chung trà nguội lạnh ở trên bàn, tự mình ngồi nhấm nháp. Mặc dù ở bên trong doanh trại của phe đối địch cũng biểu hiện vẻ cực kỳ ung dung, bình thản, thần sắc điềm tĩnh, thản nhiên. Đơn độc chỉ một mình Mạc Túy Sinh, mặc dù hắn là binh vương, Tôn Ngộ Không cũng không sợ hãi chút nào, tùy tiện ngả nghiêng mình trên ghế nói: "Xem ra ngươi là tới tìm thống lĩnh Hồng Quân chúng ta. Có điều tiểu quân hắn hiện tại đang bế quan, còn như khi nào thì xuất quan cũng không thể biết được. Ngươi nếu như có kiên nhẫn cũng có thể ở lại chỗ này." Mạc Túy Sinh hờ hững cười, tựa hồ biết cái gì đó, liền nói: "Có lẽ hắn chẳng bao lâu nữa sẽ ra đây." "Đường đường là binh vương lại có thể rời khỏi loạn thần giới, ngươi không sợ sẽ chết ở chỗ này sao?" Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói.
nếu ở lại tại loạn thần giới, cùng cái chết kia có khác gì nhau? Mạc Túy Sinh thoải mái hớp một ngụm nước trà, tự hồ nhớ lại điều gì, nhíu mày nói: Ta đến Chu thần giới là muốn cùng quý thành chủ thương lượng một chuyện. Chuyện gì? Mạc Túy Sinh hình như cố ý để gây tính bí ẩn cho câu chuyện, mỉm cười nói: Chờ hắn đến đây, ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Tôn Ngộ Không không vui trong lòng nói: Dù thế nào, lão tôn ta đây cũng là một trong tứ đại thống lĩnh. Những năm gần đây, xóa lĩnh binh mã xuất trận, ít khi thua trận. Chẳng lẽ đã như vậy, xem ta không nổi bật sao? Không dám, danh tiếng của tôn thống lĩnh ta ở loạn thần giới cũng đã biết được. Lúc này, Mạc Túy Sinh hơi chằm chằm nhìn Tôn Ngộ Không, chợt chuyển đề tài, câu chuyện nói: Tôn thống lĩnh có ý chí chiến đấu và chiến ý hoàn mỹ, không thể bàn cãi. Nhưng có một thứ khuyết điểm duy nhất, hạn chế uy lực côn pháp của ngươi. Tôn Ngộ Không mắt sáng lên, đối với phương diện đề tài, chuyện này hắn hiển nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú, xoay người nhảy xuống ghế nói: Mạc tiên sinh chỉ giáo cho, chẳng lẽ đấu chiến côn pháp với cảnh giới của ta hiện giờ còn có mức độ tăng lên sao? Mạc Túy Sinh ha ha cười nói: Đương nhiên có thể tăng lên mức độ. Chưa từng nghe qua ngựa hay xứng với yên tốt, bảo kiếm tặng anh hùng sao? Tôn thống lĩnh, nếu có thể thu được một kiện linh bảo vừa tay, như vậy uy lực côn pháp của ngươi có thể tăng lên một cảnh giới. Đúng rồi. Tôn Ngộ Không tự hồ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Từ khi lĩnh ngộ đấu chiến côn điển, mỗi một lần thi triển đều lấy côn khí xúc tích làm binh khí, cũng không có thực chất binh khí trong đó. Nếu đúng như lời binh vương Mạc Túy Sinh nói, có được một kiện linh bảo hoàn mỹ, như vậy thi triển ra đấu chiến 300 côn cũng có thể thực hiện được. Nghĩ như vậy, trên mặt Tôn Ngộ Không không khỏi tràn đầy vẻ hưng phấn. Mạc Túy Sinh tự hồ như nhìn thấu tâm tư của hắn, thản nhiên cười nói: Nếu Tôn thống lĩnh nguyện ý, Mạc mỗ có thể đặc biệt chế luyện một kiện linh bảo cho ngươi, như thế nào? Ngươi là nói thật sao? Tôn Ngộ Không trên mặt mang theo vẻ vui mừng hớn hở và kinh ngạc. Nếu là người khác nói ra câu nói như vậy, hắn có thể chỉ có thể cảm giác vui sướng. Thế nhưng đứng trước mặt chính là đệ nhất binh vương Mạc Túy Sinh của loạn thần giới. Nếu hắn thực sự có thể tạo ra một kiện linh bảo cho mình, vậy khẳng định là chí tôn linh bảo gần như là hoàn mỹ nhất trên toàn cả loạn thần giới. Đương nhiên là thật rồi, Mạc mỗ nói ra là có chữ tín, nhưng việc này cần phải sau khi gặp thành chủ phủ mới có thể bàn tiếp được. Mạc Túy Sinh vẫn như trước thoải mái nhấm nước trà, khuôn mặt ung dung thản nhiên. Giờ phút này, trên bầu trời thành chủ phủ đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức cường đại. Trong giây lát, thân ảnh Huống Thiên Minh xuất hiện ở ngoài cửa thành. Lão Huống, ngươi đã trở lại rồi sao? Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói. Mạc Túy Sinh tới đây, Huống Thiên Minh tuy rằng ở trên đỉnh núi cách xa ngoài vạn thước, nhưng vẫn có thể phát hiện. Do nghe được bọn lính nói nên Mạc Túy Sinh đã tới Chu thần giới, càng thêm kinh ngạc, vội vàng chạy trở về. Ngươi muốn tìm Hồng Quân làm cái gì? Hồng Quân mới thu được chí tôn linh bảo Nguyên Thủy Đạo Thiên Kính không bao lâu, giờ phút này Mạc Túy Sinh đã đến, không khỏi khiến Huống Thiên Minh nghi ngờ hắn mưu đồ gây rối. Mạc Túy Sinh khẽ cười nói: Huống thống lĩnh không nên khẩn trương, hôm nay tới thăm cũng chỉ có một mình Mạc Túy Sinh ta, muốn cùng quý thành chủ thương lượng một chuyện. Lúc này Tôn Ngộ Không hỏi: Tiểu Cổ và Tiểu Quân đâu? Tiểu Cổ hẳn là đang còn trong bàn cổ thế giới. Dù sao lực lượng linh hồn của đệ tam giới vương quá mạnh mẽ, muốn luyện hóa còn cần một đoạn thời gian. Chẳng qua Tiểu Quân vẫn còn đang tìm hiểu huyền cơ ảo diệu của vật kia, cũng không biết đến khi nào thì mới có thể xuất quan. Không sao, Mạc mỗ cứ ở chỗ này chờ bọn họ là được rồi. Mạc Túy Sinh trên mặt vẫn như cũ, thần sắc không có gì nôn nóng. Bên trong Hồng Quân phủ, theo cảnh giới của Hồng Quân tăng lên, trong Hồng Quân phủ cũng phát sinh biến đổi cực kỳ vi diệu. Vật chất hỗn độn trong bốn phía hư không ngưng kết thành hình viên tròn, trôi lơ lửng ở giữa không gian, tựa như từng đám tuyết màu đen nhánh. Hồng Quân ngồi ngay ngắn trong một góc hẻo lánh, hai mắt khép hờ. Thế nhưng giờ phút này, một đạo quang hoa màu xanh đen giống như thanh lưu trong nháy mắt chiếu sáng toàn cả Hồng Quân phủ. Quang mang kia cực kỳ nhu hòa, thậm chí có chút ấm áp. Cùng lúc đó, đầu đằng trên vai Hồng Quân tựa hồ đang mấp máy vì khoan khoái, tản mắt ra dao động sinh mệnh mãnh liệt. Sau một lát, quang mang của đạo thiên kính lại cực nhanh thu liếm lại, hóa thành một mặt kính cổ xưa hết sức bình thường, rơi vào trong tay của Hồng Quân. Hồng Quân khẽ mở hé hai mắt, trên mặt mang theo một chút thần sắc mờ mịt, chăm chú nhìn mặt kính.
Trải qua cảm ngộ mấy ngày nay, hắn đã có thể thông qua diễn hóa, hỗn độn, khống chế vi diệu để khởi động đạo thiên kính. Nhưng ngoại trừ chân linh hắc lang ở trên vai có thể sinh trưởng ra, cũng không có phát hiện được hiệu dụng gì khác. Hồng Quân cau mày lẩm bẩm: điều kỳ diệu của đạo thiên kính này đến tận cùng ở đâu? Chẳng lẽ nói là cảnh giới tu vi của ta còn chưa đủ sao? Huyền bí ảo diệu của chí tôn linh bảo nguyên thủy đúng là cùng với pháp tắc tiềm ẩn của toàn cả vũ trụ nguyên thủy và thuộc tính của vật chất hỗn độn có liên quan rất lớn. Thực lực của Hồng Quân hiện tại chẳng qua ở hoàn hư sơ kỳ mà thôi, cho dù là loạn thần cũng khó mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn nắm được huyền diệu trong đó. Hồng Quân giờ phút này nghĩ mãi không ra cũng là chuyện bình thường. Lúc này đồ đằng trên vai lại hơi hơi dao động lên, Hồng Quân sắc mặt khẽ biến, tựa hồ từ trong chân linh của hắc lang thoáng cái đã cảm ứng được một thứ gì đó. Thì ra là thế, ta cứ như vậy đi. Ngay sau đó Hồng Quân đã rời khỏi Hồng Quân phủ, xuất hiện ở trong thành chủ phủ. Bên trong thành chủ phủ, Cổ Bàn cũng từ trong bản cổ thế giới quay về, xem ra hắn cũng cảm ứng được khí tức của binh vương Mạc Túy Sinh. Tiểu Quân, ngươi đã xuất quan sao? Hướng Thiên Minh hỏi. Không có tiến triển chút nào, thế thôi, đã có khách quý đến thăm, như thế nào cứ mãi bế quan không gặp được. Hồng Quân mỉm cười lắc lắc đầu, thế nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn lên người của binh vương Mạc Túy Sinh. Lúc này Mạc Túy Sinh đứng lên chắp tay nói: tại hạ Mạc Túy Sinh, không hổ là thành chủ, khí độ quả nhiên là bất phàm. Tôn Ngộ Không nói nhỏ bên tai Hồng Quân: hắn chính là tam đại binh vương của loạn thần giới, xếp vị trí đứng đầu Mạc Túy Sinh, vô luận là thực lực tu vi hay là bản lĩnh rèn luyện binh khí đều cực kỳ cao cường. Hồng Quân khẽ gật đầu ngồi xuống bên cạnh Mạc Túy Sinh. Đối mặt đệ nhất binh vương, thần sắc của hắn cũng lộ ra vẻ cực kỳ trầm ổn, cũng không có chút kinh ngạc hay bối rối nói: như vậy Mạc tiên sinh tới tìm ta có chuyện gì cần sao? Mạc Túy Sinh mỉm cười, lại cũng không có ý bàn thẳng vào chính đề, đột nhiên nói: Hồng thành chủ, không biết ngài đã lĩnh ngộ được phương pháp khởi động đạo thiên kính rồi sao? Lời này vừa nói ra, thần kinh của mọi người bất chợt đều căng thẳng. Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí trong phủ toàn bộ trở nên vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt mỗi người đều lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đệ nhất binh vương Mạc Túy Sinh. Ngươi làm sao biết đạo thiên kính ở trong tay chúng ta? Huống Thiên Minh chất vấn nói. Mạc Túy Sinh chậm rãi nói: bên trong không gian hắc động, nếu tồn tại hai con ma thú nguyên thủy, tất nhiên có hai kiện chí tôn linh bảo nguyên thủy. Thế nhưng âm vương thất sát trùy đã ở trong tay loạn thần đại nhân, đệ tam dưới vương đã chết, đạo thiên kính hạ lạc ở nơi nào còn phải suy nghĩ nhiều sao? Hai kiện chí tôn linh bảo nguyên thủy sao? Mọi người sắc mặt đại biến, trong ánh mắt toát ra thần sắc khiếp sợ. Huyết Mãng đã thủ hộ chí tôn linh bảo nguyên thủy chính là đạo thiên kính của quý thành chủ, như thế vật thủ hộ của Quỷ Lang Vương dĩ nhiên là âm vương thất sát trùy. Vậy mà lại có hai kiện chí tôn linh bảo nguyên thủy sao? Chân linh trên cánh tay của ta đây đúng chính là vị Quỷ Lang Vương. Trong đầu Hồng Quân cố hết sức nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Sau lúc Quỷ Lang Vương tự mình luyện hóa, hắn chỉ thu lấy một tia chân linh, cũng không có ý thức được bên trong cốt linh của Quỷ Lang Vương ẩn giấu âm vương thất sát trùy. Chẳng qua là cốt linh vốn sẵn có tác dụng che chắn linh bảo, có thể ngăn cách dao động của linh bảo phát tán ra. Nói như vậy, ngươi là vì đạo thiên kính mà đến? Cổ Bàn ánh mắt chợt thu lại hỏi. Mạc Túy Sinh ha ha cười, lắc lắc đầu nói: tự nhiên là không phải. Đạo thiên kính nếu đã ở trong tay quý thành phủ, vậy tức là vật của quý thành phủ, huống hồ ta muốn đoạt lấy cũng không có khả năng một mình đến đây. Nói nhiều lời thừa như vậy, ngươi đến tận cùng muốn làm cái gì? Huống Thiên Minh hiển nhiên đã mất đi tính nhẫn nại, trong ánh mắt thấu phát ra sát khí lạnh lạnh đáng sợ. Giờ khắc này Mạc Túy Sinh sắc mặt đột nhiên biến thành ngưng trọng hẳn lên, ánh mắt thâm thúy đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở trên người Hồng Quân trầm giọng nói: thật ra Mạc Mỗ đã rời khỏi loạn thần giới có hơn mấy mươi năm rồi. Sở dĩ ta biết tới trận chiến đoạt bảo là bởi vì lúc ấy Mạc Mỗ đang ở tại bên trong chiến trường, chẳng qua lợi dụng một vài thuộc tính linh bảo che giấu khí tức của mình mà thôi. Nói như vậy, ngươi sớm có mưu tính trước sao? Cổ Bàn hỏi. Mạc Túy Sinh cười lạnh một tiếng. Mạc Mỗ không hề quá ác ý, ở trong tử thần giới xoay sở mấy mươi năm chỉ vì đang đợi một thời cơ, thế mà hiện tại rốt cục cơ hội tới rồi, Mạc Mỗ tới đây mục đích chính là muốn gia nhập chu thần giới. Cái gì? Hồng Quân từ đầu đến cuối cau mày,
trên sắc mặt ngưng trọng toát ra vẻ hết sức kinh ngạc hỏi: Vì cái gì? Mạc Thúy Sinh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua song cửa sổ, nhìn lên bầu trời mây bay, thở dài nói: Chỉ vì một cái tâm nguyện của Mạc Mỗ mà thôi, chỉ muốn dùng năng lực cực hạn của mình, dùng hết toàn thân huyết nhục, linh hồn để luyện chế một thanh chí tôn linh bảo cao siêu vượt trội. Không phải chỉ có xu hướng gần với hoàn mỹ, mà là tuyệt đối hoàn mỹ, đó mới là điều mà Mạc Mỗ phải theo đuổi. Luyện chế chí tôn linh bảo, như vậy ngươi vì cái gì phải rời khỏi loạn thần giới đây? Cổ bàn hỏi. Mạc Túy Sinh trầm giọng nói: Mấy vạn năm trước, loạn thần đại nhân muốn vì binh lực đại quy mô mà luyện chế linh bảo vũ khí và khải giáp, lập ra chú binh sơn trang, chỉ thị Mạc Mỗ làm trang chủ. Đang trong loạn chiến, không ngừng chế tạo một lượng lớn linh bảo để đủ cung cấp. Mạc Mỗ vốn muốn đem những chuyện này giao cho đệ tử trong trang là được, để chuyên tâm vượt qua cực hạn luyện chế chí tôn linh bảo hoàn mỹ nhất, nhưng bị loạn thần đại nhân cự tuyệt. Đây là nguyên nhân ngươi rời khỏi loạn thần giới sao? Hồng Quân nói. Mạc Túy Sinh thở một hơi thật dài nói: Mạc Mỗ vì điều muốn theo đuổi, cho dù là phản bội loạn thần giới cũng không nề hà nữa. Tôn Ngộ Không nói: Vậy ngươi vì sao có ý định chọn chu thần giới chúng ta? Mạc Túy Sinh từ từ nói: Sau khi rời khỏi loạn thần giới, ta vẫn luôn quanh quẩn bên trong tử thần giới, tìm kiếm một ít nguyên liệu luyện chế linh bảo. Tuy nói nơi này đã thoát khỏi sự khống chế của loạn thần, nhưng loạn thần giới làm sao có thể bỏ qua cho ta? Vì thế đương nhiên phải tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc rồi. Hướng Thiên Minh cười lạnh một tiếng: Vì sao không đi đầu nhập vào tử thần giới? Thực lực của bọn họ so với chúng ta cũng lớn mạnh hơn nhiều. Mạc Túy Sinh điềm nhiên cười: Trước kia lúc các ngươi còn chưa quật khởi, giữa tử thần giới và loạn thần giới kiều hận có thể nói là bất động cái thiên. Nếu ta đi vào trong đó, còn không phải là tự tìm tử lộ hay sao? Có điều ta thực sự rất bội phục sự gan dạ, sáng suốt và năng lực của các ngươi. Lợi dụng tử thần giới cùng loạn thần giới đang kiềm chế lẫn nhau, có thể trong thời gian ngắn như thế đem phạm vi lĩnh vực mở rộng ra to lớn đến như thế này, hiện giờ lại đoạt được chí tôn linh bảo nguyên thủy. Hiện nay động tĩnh của các ngươi đã có thể tác động tới thế cục của hai giới. Hồng Quân thầm hít một hơi nói: Lợi dụng chúng ta làm chỗ dựa giúp ngươi ngăn cản tử thần giới, chúng ta đây thì có chỗ tốt gì? Mạc Túy Sinh nói: Hết thảy đều là trao đổi. Nếu để cho Mạc Mỗ ở lại chỗ này, Mạc Mỗ đáp ứng có thể vì các ngươi luyện chế linh bảo, như thế nào? Vậy chẳng phải là cũng giống như loạn thần giới? Nếu luyện chế linh bảo cho chúng ta, ngươi làm sao có thời gian để theo đuổi chí tôn linh bảo hoàn mỹ đây? Ngươi lầm rồi. Loạn thần vì thế mà đối với ta hạ lệnh cấm, không cho phép ta bước ra ngoài loạn thần giới nửa bước. Hơn nữa hàng năm số lượng linh bảo luyện chế cũng đòi hỏi cực kỳ hà khắc. Với số lượng như vậy đã là cực hạn của ta. Hiện giờ ta không những thu thập được nguyên liệu linh bảo tốt nhất, mà còn có thời gian đầy đủ để hoàn thành ước vọng của Mạc Mỗ, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Cổ bàn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói bên tai Hồng Quân: Tiểu Quân, theo ta thấy mục đích của hắn không chân thực, có khả năng là vì đạo thiên kính mà đến. Hồng Quân trầm tư một lát, đột nhiên trên mặt hiện ra một vẻ thần bí, mỉm cười nói: Mạc tiên sinh có thể đi tới chu thần giới, Hồng Quân ta đương nhiên hoan nghênh. Một khi đã nói như vậy, thế thì Mạc tiên sinh cần có một chút biểu hiện mới được. Tiểu Quân! Ba người kinh kinh hãi hãi kêu lên, trong lòng đều cảm thấy Hồng Quân giờ phút này quyết định quá mức võ đoán. Mạc Túy Sinh ha ha cười nói: Hồng thành chủ quả nhiên có phong cách của đại soái, kiến thức bất phàm, tốt lắm. Mới vừa rồi ta đáp ứng với Tôn thống lĩnh luyện chế một kiện linh bảo cho hắn, vậy cứ dùng nó để làm lễ ra mắt đi. Tôn Ngộ Không mắt sáng lên, nhất thời đem nghi ngờ mới vừa rồi vứt ra khỏi đầu, hưng phấn nói: Khi nào thì bắt đầu? Mạc Túy Sinh đồng tử nheo lại: Luôn bây giờ. Bây giờ có thể sao? Tôn Ngộ Không tự hồ thật không ngờ nhanh như vậy, có chút kinh ngạc hỏi. Mạc Túy Sinh khẽ nhíu mày nói: Chỉ có điều muốn luyện chế một kiện linh bảo cho tốt, vẫn còn thiếu một loại chất liệu gỗ. Dù sao thời gian tới tử thần giới không bao lâu, ta vẫn chưa kịp đi tìm kiếm. Hồng Quân hỏi: Cái gì là chất liệu gỗ? Là tinh phách hỗn độn, một loại chất liệu gỗ được sinh ra trong vũ trụ nguyên thủy. Có nó, xác suất luyện chế ra chí tôn linh bảo thì rất cao. Hồng Quân dừng dưng cười nói: Tốt lắm, hầu tử, giờ ngươi hãy cùng Mạc tiên sinh đi tìm kiếm tinh phách hỗn độn đi.
chúc mừng ngươi sắp được một kiện chí tôn linh bảo hảo hạng. Tôn Ngộ Không xem ra cũng cực kỳ hưng phấn, nhảy tung tăng nói: Vậy Mạc tiên sinh, bây giờ chúng ta đi thôi. Được rồi. Mạc Túy Sinh vươn mình đứng lên, quay sang Hồng Quân cười nói: Sau này còn xin thành chủ cất nhắc nhiều hơn. Hồng Quân mỉm cười: Mạc tiên sinh đem tài năng dốc sức vì chu thần giới là vinh hạnh của Hồng Quân ta. Sau đó Mạc Túy Sinh cùng Tôn Ngộ Không lần rời khỏi thành chủ phủ, biến mất trên bầu trời mênh mông. Trong thành chủ phủ, Huống Thiên Minh và Cổ Bàn sắc mặt đều lộ ra có chút ngưng trọng. Tên Ngộ Không này xem ra bị linh bảo mê hoặc tâm trí rồi, nhưng trong lòng hai người hay còn chất chứa đầy nghi ngờ. Tiểu Quân, Binh Vương này đột nhiên yêu cầu gia nhập chu thần giới, ngươi thực sự cho rằng hắn là vì luyện chế chí tôn linh bảo hoàn mỹ sao? Huống Thiên Minh tỏ vẻ tức giận, ngồi xuống trầm giọng nói. Hồng Quân thở dài một hơi: Cho dù không phải, lại như thế nào, điều này với ta mà nói cũng không quan trọng. Cổ Bàn ngắt lời nói: Ngươi không sợ mục đích của hắn là đạo thiên kính sao? Đây chính là chí tôn linh bảo nguyên thủy, nếu bị hắn đạt được, như vậy loạn thần giới đúng là đứng số 1 rồi. Đến lúc đó chúng ta thực sự có thể lâm vào tình huống bị hủy diệt. Hồng Quân liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng mà lại kiên định nói: Hắn không lấy đi được, chỉ cần đạo thiên kính ở trong tay của ta thì hắn vĩnh viễn không lấy đi được. Huống hồ ta từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra, hắn cũng không có nói dối. Với tư cách đệ nhất binh vương và tài năng chế luyện binh khí, hắn đối với chu thần giới chúng ta chính là lợi nhiều hơn hại. Không xong, ta hơi lo lắng cho hầu tử, không bằng theo sau nhìn thử xem. Huống Thiên Minh vừa dứt lời định lao ra ngoài cửa phủ, Hồng Quân lập tức ngăn cản hắn lại. Không cần lo lắng, ta xem ra Mạc Túy Sinh không có ác ý. Nếu hắn thực sự có thể luyện chế một kiện chí tôn linh bảo tốt nhất cho hầu tử, uy lực đấu chiến cô điển của hầu tử khẳng định sẽ tăng mạnh lên một tầng rất lớn. Cổ Bàn và Huống Thiên Minh nhíu nhíu mày, khẽ thở dài một cái. Trong khoảnh khắc đó, Tôn Ngộ Không mang theo Mạc Túy Sinh đã đi vào trong vũ trụ mênh mông. Tinh phách hỗn độn chính là tinh hoa hỗn độn từ trong vũ trụ nguyên thủy dưỡng dục sinh ra. Chúng ta tản bộ ở bên trong vũ trụ nguyên thủy rộng lớn vô tận cũng không dễ dàng tìm thấy được đâu. Mạc Túy Sinh thản nhiên nói, hai người dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua bầu trời cao trong vũ trụ. Tôn Ngộ Không trên mặt tựa hồ mang theo vài phần nghi hoặc hỏi: Mạc tiên sinh, không chỉ có ta, dù ngay cả Tiểu Quân trong lòng có lẽ đều đang hoài nghi, theo như lời ngươi nói đúng là sự thật sao? Trên khuôn mặt già lão tăng thương của Mạc Túy Sinh dấy lên một vẻ cười ảm đạm, thở dài nói: Vì binh khí mà sinh, vì binh khí mà cuồng, có lẽ Mạc Mỗ đã là người như vậy. Nếu có thể luyện chế ra thượng phẩm chí tôn linh bảo hoàn mỹ, cho dù ta phải hình thần câu diệt, Mạc Mỗ cũng không oán không hối hận. Có loại cảm xúc đối với linh bảo này, nếu các ngươi hiểu được sẽ không còn để sinh ra nghi ngờ nữa đâu. Tôn Ngộ Không như hiểu như không, gật gật đầu, chuyển đề tài câu chuyện nói: Mạc tiên sinh, muốn luyện chế linh bảo còn cần loại nguyên liệu gì đây? Mạc Túy Sinh nét mặt thoáng động, trầm giọng nói: Ngoại trừ tinh phách hỗn độn như là vẫn linh, tinh trần sa các thứ, những nguyên liệu này ta đều đã thu thập đủ. Tuy rằng nguyên liệu giống nhau, nhưng bởi vì khác biệt phương pháp luyện chế linh bảo thành phẩm uy lực của nó cùng với thuộc tính thêm vào cũng sẽ khác nhau. Khác biệt chỗ nào? Mạc Túy Sinh từ từ nói: Vô luận là ta hay là Phương Đông Giản cùng với Long Chiến, thủ pháp luyện chế binh khí đều còn có khác biệt rất lớn. Linh bảo do Long Chiến đúc ra chủ yếu là phòng ngự. Trên phương diện chế tạo ra linh bảo, tính phòng ngự hắn vô cùng tâm đắc, mà linh bảo do Đông Phương Giản đúc ra thì chủ yếu là công kích, uy lực thật mạnh. Về phần linh bảo của ta, ở phương diện công phòng đều không bằng hai người. Tôn Ngộ Không trong lòng rét lạnh: Vậy ngươi như thế nào lại được xếp vị trí đệ nhất binh vương? Mạc Túy Sinh có chút đắc ý, cười khẽ một tiếng: Linh bảo của Mạc Mỗ luyện chế ra tuy rằng công kích và phòng thủ không tốt, nhưng có một cái ưu thế rất lớn, đó chính là thuộc tính kèm theo. Thuộc tính phụ thêm ư? Tôn Ngộ Không mắt sáng lên. Mạc Túy Sinh khẽ gật đầu: Cái gọi là linh bảo phụ thêm thuộc tính là ngoài công kích và phòng thủ ra còn một loại năng lực đặc biệt, còn như đến tuyệt cùng là cái năng lực gì cùng với huyền diệu trong đó thì còn tùy vào người nắm nó trong tay tiến hành lĩnh ngộ đến đâu. Chúng ta mau mau tới biên giới tinh hệ, phía trước không xa hẳn chính là chỗ cách vũ trụ nguyên thủy gần nhất rồi. Tôn Ngộ Không nhìn tới hướng phía trước, nhưng chỉ thấy ở chỗ sâu trong vũ trụ như trước vẫn hư vô mờ ảo, cũng không có gì khác thường.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.